Ok, câu hỏi là có công thức để làm giàu hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của tôi á, là có các bạn ạ, có công thức làm giàu. Nhưng mà cái công thức đó nó biến đổi, nó không cố định. Thế thì đối với một người nó sẽ có một công thức riêng, mỗi người có công thức riêng. Và chính cái công thức riêng đó thì nó còn thay đổi theo từng giai đoạn cơ, thay đổi theo thời gian. Đấy, cho nên là đây là một cái hàm số rất là nhiều biến số. Tại sao mà cái lượng người giàu vẫn là rất là ít, chiếm khoảng dưới 0,5% cái lượng người giàu ở trên xã hội? Bởi vì rất ít người vận dụng được cái công thức làm giàu mà nó có thể thay đổi được cái tình trạng của mình. Ví dụ như một người đầu tiên là phải tìm ra được cái công thức làm giàu của mình, của riêng mình đã. Thứ hai là phải phải vận dụng được cái công thức đó mà nó phải thay đổi theo thời gian cơ. Ví dụ giai đoạn này dùng nó như thế này nhưng giai đoạn sau lại dùng nó như như thế khác, thì đó mới là cái khó, mà đấy mới là cái khác biệt, cái tài năng của người ta. Đấy. Cho nên là không có ông thầy nào mà có thể chỉ cho mình đúng cái công thức làm giàu của mình được, mà người ta chỉ ra được những cái nguyên tắc chung thôi, những cái tư duy chung, và tự mình phải vận dụng ra, mình phải đi trải nghiệm, xong rồi mình mới tìm ra được cái công thức của mình. À, và cái công thức đó mình phải vận dụng được trong từng cái hoàn cảnh, trong từng cái tình trạng của môi trường, thì chúng ta mới 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 đạt được những cái thành quả tốt được.